tuổi hợi sinh các năm 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Người tuổi hợi thực tế, không mơ mộng, thẳng thắn và luôn hết lòng với người yêu thương. Họ thường tin vào những điều mắt thấy tai nghe thay vì những thứ viển vông, xa vời hay những món hời không cơ sở. Đừng nghĩ đến chuyện lừa phỉnh một người tuổi hợi. Họ sẽ chỉ gửi niềm tin cho bạn khi đã cùng bạn ký, đóng dấu vào giao kèo. Sống thoải mái, vui vẻ, họ chi tiêu phóng tay so với những người khác. Cuộc sống với họ không phải là bán mặt cho công việc mà còn là tận hưởng. Yêu bản thân, biết chăm chút cho chính mình. Tuổi này sống trọng vật chất nhưng đó cũng là mục tiêu phấn đấu để họ chăm chỉ hơn. Việc có một mục tiêu phấn đấu cũng khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Đối diện với những vấn đề khó khăn, tuổi hợi thường giữ cho mình cái nhìn lạc quan. Họ sống có trách nhiệm và trung thực độ lượng với những người xung quanh. Nếu bị đẩy vào vị trí đầu sóng ngọn gió vì một lý do nào đó, họ sẽ không làm những người dựa dẫm vào mình phải thất vọng. Xung khắc với thái tuế nên năm nay tuổi hợi gặp một số khó khăn trong công việc cuộc sống. Bạn nên có sự chuẩn bị trước để đón cả mặt tốt xấu của đời sống. Đừng hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định quan trọng. Bạn cũng không cần lo lắng một cách thái quá. Bởi sao tốt chiếu mệnh giúp bạn hóa giải ảnh hưởng nặng nề của thái tuế. Phong thủy tuổi hợi và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần tài lộc 4/5 sức khỏe, 3/5 sự nghiệp, 4/5 tình yêu, 3/5 con số may mắn. 7, 8, 9, không màu may mắn, đen, xanh, xám, vàng tháng thuận lợi, tháng 7, 8, 12 âm lịch tài lộc của tuổi hợi năm nay tốt, thu nhập toàn thời gian lẫn bán thời gian đều tăng lên. Vận may tài chính trên đà tăng và suôn sẻ, giúp tiền bạc cải thiện ở mức độ lớn. Năm nay, bạn có thêm nguồn cảm hứng và các ý tưởng cá nhân rõ ràng, từ đó các dự án công việc hạn chế rủi ro, dễ dàng thành công hơn. Nữ nên đeo vòng tay đá citrin vàng với dấu hiệu tuổi mình để có tài lộc dồi dào, trong khi nam đeo vòng tay đá mắt hổ với dấu hiệu tuổi mình. Tổng thể sự nghiệp của tuổi hợi năm nay tốt. Sao Uân Trang tốt cho việc học hành, thăng quan tiến chức. Những người làm công việc bản giấy kế toán, nhân sự có đầu óc minh mẫn, cảm hứng tốt. Người làm văn phòng có thể đăng ký các khóa học đào tạo liên quan đến công việc. Năm Nhâm Dần cũng tốt cho thay đổi công việc. Sự trợ giúp của bạn bè, người quen thân sẽ giúp bạn có được vị trí mới phù hợp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sao Hoan Si, mối quan hệ giữa các cá nhân của tuổi hợi dễ bị phá hủy. Vì thế, nên thận trọng trước những đàm tiếu, phá hoại ngầm gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Để cải thiện vận may, bạn có thể đeo vòng tay Lapis Lazuli với dấu hiệu tuổi mình, tình yêu và hôn nhân năm nay không tốt cho các mối quan hệ. Đặc biệt là tình yêu, hôn nhân, do các hung tinh chiếu mệnh. Tuổi hợi độc thân có thể gặp được may mắn tình duyên, cơ hội tiếp xúc với người ưng ý cao hơn. Tuy nhiên, do sao Hoan Si chiếu mệnh, họ dễ nói năng bộc chộc, thiếu suy nghĩ, dẫn đến gây ấn tượng xấu trong mắt người khác phái. Nếu muốn kết hôn, nên kết hôn sớm, dịp đầu năm, bởi trong năm có thể xảy ra khủng hoảng, mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Bạn có thể đeo vòng tay thạch anh tím với dấu hiệu tuổi mình để thu hút tình yêu đẹp và giải quyết khủng hoảng hôn nhân. Sức khỏe hung tinh chiếu đến tuổi hợi khiến năm nay sức khỏe của bạn không mấy tốt đẹp, trong khi các sao tốt chủ yếu chiếu sáng trên địa hạt sự nghiệp công danh. Do đó, dễ hiểu là bạn bận rộn, tiệc tùng nhiều, sức khỏe giảm sút do ăn uống quá độ. Người hay uống rượu, hút thuốc có khả năng cao huyết áp, tiểu đường hay béo phì, không tốt cho sức khỏe. Nên đeo vòng tay mã não xanh với dấu hiệu tuổi mình để giữ sức khỏe tốt. Nếu bạn lái xe thường xuyên, nên đeo đồ phong thủy phù hợp để cầu may, lái xe an toàn. Tử vi tuổi hợi năm Nhâm Dần Ất Hợi 1995 cần thể hiện lòng dũng cảm, ý chí mạnh mẽ khi đối diện với những chướng ngại vật.
Năm nay, bạn sẽ có những kỹ năng tốt để đạt được mục tiêu riêng. Đinh Hợi 1947-2007 cần chú ý đến các đối thủ của mình. Nên khéo léo trong ứng xử để không gây ra những căng thẳng không cần thiết. Kỷ Hợi 1959, bạn biết rõ cần làm thế nào để điều chỉnh mối quan hệ và có được cảm giác cân bằng, hòa hợp trong tình yêu, hôn nhân. Năm nay, bạn tìm thấy sự cân bằng giữa đam mê và lý trí. Tân Hợi 1971, công việc đóng vai trò trọng tâm với Tân Hợi năm nay, tuy nhiên đừng làm việc quá sức. Đủ là hạnh phúc, đừng quên điều đó. Quý Hợi 1983, đời sống tình cảm của bạn năm nay hạnh phúc, ngọt ngào, mối quan hệ ổn định hơn bao giờ hết. Năm nay, tình yêu là ưu tiên hàng đầu với bạn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.